quan chào mừng Noel. Đêm nay bầu trời Bethlehem trong ánh từng bừng huy hoàng. Giêsu làm người như ta trong hang bò lừa sinh ra, vì yêu nhân thế chúng ta đã giáng sinh trong cánh cửa hàng. Đấng Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm ngôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời. Đêm đông lạnh lùng thanh vắng vang lên điệu nhạc du dương, tiếng hát thiên thần vang lừng loan tin một đồng chăn chiên. Mau mau tìm về Bethlehem thờ lạy con Chúa giáng sinh, nhờ ánh sao dẫn lối đưa đường. Đấng Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm ngôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời. Người chiêm ngưỡng cùng kính dâng lời chúc mừng, dâng lên trọn đời con đây như hương lòng tỏa thơm bay. Chào mừng con Chúa giáng sinh vì đã thương nhân thế hết tình. Đấng Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm ngôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời. Lòng mẹ thanh thơi dù con nhịp nhẹ nga ơi, vang tiếng ca ngợi muôn đời nâng niu nhẹ nhàng trên tay. Để con một mẹ thơ ngây nhìn con đôi mắt đắm say là cứu tinh cho thế gian này. Đấng Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm ngôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời. Đấng Giêsu vua hòa bình tới mang cho ta bao niềm vui mới, vinh danh Chúa trên trời bình an khắp nơi. Maria âm thầm chiêm ngắm ôi thơ ngây dịu dàng say đắm ngôi hai con Chúa trời giáng sinh cho đời. Hãy subscribe.
Lời đầu tiên, Hoàng Yến, anh Tuấn xin gửi lời chào và lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả quý cộng đoàn có mặt trong chương trình Đêm Thánh, Đêm Hồng Ân. Kính thưa cha xứ, thưa quý nam nữ tu sĩ và quý cộng đoàn cùng toàn thể quý tôn tá bạn, năm nay chúng ta lại cùng nhau quy tụ nơi đây tại ngôi thánh đường giáo xứ Hàm Long để cùng nhau hân hoan đón mừng Chúa Giáng sinh. Thưa quý cộng đoàn và quý vị, Giáng sinh là ngày lễ đón mừng Chúa cứu thế hạ sinh xuống làm người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đã vừa trải qua mùa vọng, cùng nhau tĩnh tâm, suy niệm lời Chúa. Và giờ đây, tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng để đón Chúa vào lòng. Trong giờ phút thiêng liêng này, được sự cho phép của cha xứ, toàn thể giáo xứ Hàm Long đã cùng nhau làm nên chương trình ca mừng Chúa Giáng sinh, phục vụ quý cộng đoàn và tất cả quý vị có mặt trong đêm 24 này. Để bắt đầu chương trình, chúng con xin trọng kính cha xứ Alfonso lên khai mạc chương trình. Giáo xứ Hàm Long chúng tôi xin kính chào quý vị, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Đêm nay đêm Giáng sinh, đêm hồng phúc, từ các thánh đường vang lên các bài thánh ca mừng ngôi hai Thiên Chúa Giáng Trần. Đồng thời tay cầm đèn sáng, tỉnh thức vững dạ đợi ngày Chúa trở lại. Giáo xứ Thánh An Tôn Hàm Long tổ chức đêm thánh ca Giáng sinh, hợp tiếng cùng các thiên thần năm xưa hoan ca vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Tôi xin công bố khai mạc đêm thánh ca Giáng sinh của Giáo xứ Thánh An Tôn Hàm Long do các lớp thiếu nhi ấu thơ tập sự thêm sức của họ ra nhà xứ, các ca đoàn du xe Ave Maria cùng với các ca viên, ca đoàn giới trẻ Hàm Long thực hiện. Đêm thánh ca Giáng sinh xin được bắt đầu. Chúng con xin cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành và sâu sắc của cha xứ. Chúng con cũng xin kính chúc cha một mùa Giáng sinh an lành và tràn ngập hồng ân của Thiên Chúa. Xin cảm ơn cha. Có một chuyện tình vẫn nồng nàn, mãnh liệt nhưng thầm lặng. Chuyện tình mang tên Giê-xu. Ngài đã ra khỏi mình để đến với ta. Giáng sinh lặng lẽ, đơn nghèo nơi hang đá Bethlehem. Giữa đêm trường giá lạnh, trong Giê-xu ta thấy được sự viên mãn lòng thương xót của Thiên Chúa với nhân loại. Ngài ở gần ta để nghe ta ghét thét gào, giang bàn tay đỡ lấy ta, chữa lành ta và đôi môi Ngài hôn lên ta. Ngài là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Mời quý vị cùng cảm nghiệm và suy ngẫm chuyện tình Giê-xu qua sự thể hiện của các em lớp thêm sức ba. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ lên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai và vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời
và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rực bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cơ mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng, vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành Bethlehem, miền Giu-đê, là thành vua David, vì ông thuộc về nhà và gia tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã đính hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ. Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.
hiện mấy người chăn chiên để về trời. Những người này bảo nhau: nào, chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy, tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, không lẽ gì người bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ, Herode ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi, vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria, mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người những lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác trở về xứ mình. Maria, mẹ có biết con trai bé bỏng mẹ vừa sinh cho trần gian là đấng cao cả, ngài từ trời cao mà xuống để cứu độ chúng con. Ngài mang yêu thương, mang hòa bình, mang tình yêu chan chứa vào thế gian này. Người mù sẽ được thấy, người điếc sẽ được nghe, người què sẽ được nhảy nhót,
và người chết sẽ được sống lại. Dưới bàn tay yêu thương, quan phòng của Ngài, Maria mẹ có biết rằng khi mẹ hôn con trai bé bỏng là mẹ đang hôn khuôn mặt của Thiên Chúa, Đấng Chí Thánh. Your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh Mary, did you know? Lord of all creation, Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great trần gian mang thân phận con người. Vì Ngài quá yêu chúng con nguyện đi theo Ngài, dù núi cao hay dù biển sâu. Ngài là tình yêu đích thực, hãy luôn âu yếm con trong trái tim Ngài. Giêsu bé thơ, con yêu Chúa.
Dưới sân khấu có rất đông những người bạn không cùng tôn giáo cũng tham dự chương trình đêm nay. Vì vậy, tôi muốn chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn, cùng nắm tay nhau và hòa mình trong vũ điệu Last Christmas của các em thiếu nhi lớp tập sự. Xin mời cộng đoàn cho một tràng pháo tay ạ. Check. Check.
trong mùa Giáng sinh này, mỗi người trong chúng ta đều mong ước những điều tốt đẹp nhất không chỉ cho bản thân mình và những người xung quanh. Ngày hôm nay, các em thiếu nhi giáo xứ cũng muốn gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến quý cộng đoàn qua hợp xướng We Wish You a Merry Christmas. Xin mời cộng đoàn thưởng thức. Oh,
vọng dân, tiếng chuông reo tiếng đàn cùng hòa ca. Mấy nốt nhạc em dâng biết ngay với lòng thành kính. Chúa hai đồng ơi, biết nói gì và con biết làm gì, bởi vì tình thương Chúa bao dung lòng con đầy ngay ngắn. Những nốt nhạc riêng của thiên thần vẫn vang vọng vòng vang. Ánh sáng vì sao vẫn chiếu nơi chốn ngự của Chúa. Nhưng đàn bò chiên với phúc đồng vẫn hào hang đã xưa. Xin dân thiên ngài xin hơi thở mang hơi ấm hồng. Ngày trần gian đâu có ai ngờ một trẻ thơ trong hang bò lừa. Tiếp theo chương trình, xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức nhạc phẩm Chọn Nghĩa Yêu Thương qua phần trình diễn của giọng ca nữ Hoàng Nghĩa. Thank you.
Một giọt sương tan trong biển lặng, một người con cha đã tặng ban. Và trần gian đâu có ai ngờ, một trẻ thơ trong hang bò lửa. Một vì sao tan trong bầu trời, một tình thương tràn chứa đại dương. Đừng ai đi đến với con người là khổ đau sang thân yêu hề. Trần gian đâu có ai ngờ, một trẻ thơ trong hang bò lửa. Một vì sao tan trong bầu trời, một tình thương tràn chứa đại dương. Đừng ai đi đến với con người là khổ đau sang thân yêu hề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nơi Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi mang thương. Trong hang bê lên ánh sáng có lan tưng bừng, ngay trên không trung tiếng hát ngân vang lừng đàn hát sướng ta. Đây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Màu cung nhạc an hòa. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kính mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người vì một lòng yêu. Đây chính là nội dung của nhạc phẩm Đêm nay Noel về, một sáng tác của Xuân Ly Băng, Xuân Thảo qua phần trình diễn của song ca Thế Đại và Thúy Nga. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe đàn muôn cung xéo tiếng chuông vàng. Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem ngàn sao đêm lấp lánh rộn ràng khắp thiên cung. Ôi Noel Noel, đêm trời nhiệm màu Chúa trời làm người.
chính thân. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người, đất trời giáo hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người. Vì muôn chúng ta ai cũng biết rằng những món quà trao cho nhau trong dịp Giáng sinh thường biểu lộ tình yêu của mình với gia đình, bạn bè và người thân. Nhưng đối với một số người thì những món quà Giáng sinh còn có một ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Đó là lễ kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Với ý nghĩa đó, các em thiếu nhi lớp Thêm Sức xin gửi tặng quý cộng đoàn vũ điệu quà tặng Giáng sinh.
Kính thưa cộng đoàn, bản thánh ca nổi tiếng của Việt Nam Cao Cung Lên được sáng tác bởi linh mục nhạc sĩ Hoài Đức từ năm 1945. Đây được coi như mở đầu cho dòng nhạc thánh ca Việt Nam, một bản nhạc xưa mà còn mãi ngân vang mỗi độ Giáng sinh về. Và mỗi độ nghe lại ca khúc này, lòng ta tựa rộn rã tiếng chuông ngân. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lại ca khúc này qua phần trình diễn của đơn ca nam Trọng Nghĩa. Đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương, đàn ơi cứ rung những điều reo răn, hát khen con một Chúa Trời dậy sinh xuống cõi đời. Ơi người dương thế lắng nghe cùng đàn, mau tìm cho tới vua giang trần. Ôi ơi trần gian nghe tiếng lê mà kính, Chúa con sinh ra trong bàng cỏ hang lửa. Vì Chúa là vua muôn nước suy phùng tôn kính, vàng sinh xuống trần đêm xưa. Cao cung lên cung nhà tiên thần Chúa, hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn, đêm khuya vàng vắng trong tuyết sương, đàn ơi cứ rung những điều reo dân, hát khen con một Chúa Trời dậy sinh xuống cõi đời. Ơi người dương thế lắng nghe cùng đàn, mau tìm cho tới thờ kinh vua giang trần. Mây đen xám u mờ tâm tôi, hãy mau tan đi nay Chúa đã xuống trần. Trên cõi trời cao sao sáng chân thật đưa lối, hãy mang tin lành cho nhân loại nơi nơi. Thiên thần Chúa hòa trong làn gió nhẹ nhẹ vẫn vương, ngôi linh thiêng
một đêm khuya vàng vắng trong tuyết rơi. Đàn ơi cứ rung những điều reo răng hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Ơi người dương thế tìm cho tới thờ kính vua Giáng Trần. Và ngay sau đây, ca đoàn giới trẻ giáo xứ xin gửi tới cộng đoàn liên khúc Trong máng cỏ đơn sơ, xin Ngài ở giữa chúng con và đêm yêu thương. Xin trong đêm đông sương tuyết giá lạnh, một hài nhi đã sinh hạ chốn Bethlehem. Hài nhi thơ bé là vua cứu thế, xót thương đời lòng than, đêm nay sinh xuống trần gian. Bài hát đầu tiên ca đoàn giới trẻ xin gửi đến quý vị có tựa đề Trong máng cỏ đơn sơ, nhạc và lời nhạc sĩ Hải Triều, do tốp ca nữ ca đoàn giới trẻ trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đơn sơ có Chúa hài đồng ngây thơ, Chúa nằm ngủ xinh như mơ bên các con chiên dân hiền lành. Tiếng sao mừng đồng chiều mến, sương tuyết xa mọi thiên, lòng mẹ buồn nỗi bơ vơ sao thế nhân thờ. Đường không nhũ hương, tâm thành tâm con thử lấy con bên tim. Hãy đi thơ bé là vua cứu thế, xót thương đời lầm than, đêm nay sinh xuống trần cùng chúng ta. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian quá đỗi,
đến nỗi đã ban con một của người, để con người trở thành đấng Emmanuel. Emmanuel, con về quỳ dưới chân Ngài. Emmanuel, xin Ngài ở giữa chúng con. Tiếp theo là ca khúc Xin Ngài ở giữa chúng con, nhạc và lời nhạc sĩ Sơ Trầm Hương, do Tốt Ca Nam ca đoàn giới trẻ trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bóng tối của kiếp người u mê tội lỗi, giữa màn đêm dày đặc, Hài Nhi Giê-xu xuất hiện như một làn ánh sáng rực rỡ, rọi chiếu khắp thế gian. Đó là ánh sáng của tình yêu, đó là ánh sáng của niềm tin, ánh sáng hy vọng, ánh sáng của tin mừng. Đêm nay, đêm cực thánh, đêm hồng phúc, đêm lành bình an chiếu tỏa khắp mọi miền. Tiếp theo, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Đêm yêu thương. Đêm yêu thương, mỗi đêm diệu huyền, đêm mênh mông, mỗi đêm hiền lành, đêm cường thắng.
rơi nhiều, tiêu điều hang đá nghèo. Ngàn sao sáng trên cao, lặng nghe tiếng ngọt ngào. Mẹ ru Chúa đêm nào, đi vào trong giấc mơ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức lời ru êm ái ngọt ngào của Đức Mẹ qua nhạc phẩm Lời Ru Thánh, Lời Nguyễn Duy, qua sự thể hiện của tốp ca nữ ca đoàn Du Xe. Cảm ơn tốp ca nữ ca đoàn Du Xe. Chúng ta hãy cùng nhau thay đổi không khí một chút với một tiết mục đặc biệt của các em thiếu nhi giáo xứ, đó là màn trình diễn thời trang. Xin quý cộng đoàn hãy cho các em
Một tràng pháo tay thật lớn. So if we all come together, we know what to do. We all come together just to sing, we love you. And if we all come together, we know what to do. We all come together just for you. Jumping up.